bắt nhóm đối tượng mang nhiều tiền án, đi trộm cắp tài sản. Trong hai đối tượng bị công an bắt giữ, thì Hùng có 3 tiền án. Còn Thương có 1 tiền án, cùng về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai khai, do thiếu tiền nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Ngày 24 tháng 6, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Công Hùng, sinh năm 1990. Ngụ tỉnh Nghệ An, trú ở quận Thủ Đức, và Phùng Văn Thương, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương, để điều tra. Xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, công an đang tiến hành truy bắt thêm hai đồng phạm tên Minh và Linh. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hùng có 3 tiền án, còn Thương có 1 tiền án, cùng về hành vi trộm cắp tài sản. Hùng khai, làm nghề thợ tiện lương thấp, nên đã đi trộm tài sản để có tiền tiêu xài. Riêng Thương là tài xế xe tải. Nhưng lại thua đội bóng đá mùa World Cup, nên theo Hùng gây án, nhằm kiếm tiền giải quyết nợ nần, do cá độ bóng đá. Trước đó, anh Nguyễn Hữu Thiên, sinh năm 1994, ngụ quận Thủ Đức, tới công an trình báo về việc bị trộm cắp chiếc xe máy ở khu nhà trọ trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước. Đồng thời, anh Thiên có cung cấp đoạn clip ghi nhận vụ việc. Qua đoạn clip, khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 6, thanh niên mặc đồ giáp bay chở theo một nam thanh niên khác dừng trước khu nhà trọ. Phía sau có một thanh niên điều khiển chiếc Exciter chạy theo. Mặc dù đường phố lúc này khá đông, thanh niên mặc đồ giáp, đeo khẩu trang, đội nón và người ngồi sau lúc này không đeo khẩu trang, đi xuống xe và giả bộ trao đổi gì đó. Trong khi đó, thấy có camera an ninh, người này lấy một khẩu trang do thanh niên mặc đồ giáp đưa cho, rồi mở cửa khu trọ, tiến vào bên trong. Khi thấy chiếc xe Exciter thì tiếp cận, nhưng lúc này xóm trọ đang đông, có một cô gái đi ra, nên tên trộm núp đằng sau chiếc xe. Chờ cô gái trở lại vào phòng, tên trộm tiếp cận bẻ khóa cổ xe, bỏ lại nón bảo hiểm, rồi dắt xe ra ngoài. Khi dắt xe đến đường, lúc này có khá nhiều người dân đứng và đi lại, nhưng tên trộm ngang nhiên lôi hệ thống điện trước đầu xe ra đầu nối, rồi khởi động bỏ chạy. Nam thanh niên đi xe Exciter và thanh niên mặc đồ giáp đang đứng gần đó cũng tháo chạy. Tiếp nhận vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm 3 thanh niên có hình dạng như camera an ninh ghi nhận. Đến ngày 23 tháng 6, trinh sát công an quận Thủ Đức đi tuần tra thì phát hiện Hùng có nhận dạng giống với kẻ trộm trong clip của anh Thiên cung cấp. Và Thương điều khiển một xe máy, có biểu hiện nghi vấn. Trinh sát đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính, phương tiện. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều dụng cụ phá khóa, nên đưa về trụ sở. Tại đây cả hai khai nhận hành vi, Hùng khai, tối ngày 20 tháng 6. Được Minh chở đi cùng với Linh, đi trộm ở dãy trọ của anh Thiên. Linh và Minh đứng bên ngoài cảnh giới. Còn Hùng tiếp cận, dắt chiếc xe, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát, về ngã tư An Sương. Cả ba mang bán chiếc xe vừa trộm cho hai người đàn ông với giá 8 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cả ba còn trộm chiếc xe máy hiệu quay trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, mang bán được 6 triệu đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc. Tiếng còi khép lại sau trận đấu Argentina gặp Croatia vừa vang lên, khách ùn ùn kéo đến tiệm cầm đồ. Đúng 8 giờ sáng kết thúc kiểm kê, hai tiệm của tôi đã cầm gần 500 chiếc điện thoại chỉ trong vòng một đêm, chưa kể một lượng không nhỏ laptop, xe máy. Hơn 8 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Định, chủ một tiệm cầm đồ ở đường Láng Đống Đa, Hà Nội, vừa ngồi xem lại sổ sách, vừa nói qua nhân viên thức trắng đêm làm việc nên giờ phải cho đi ngủ rồi. Chỉ còn một người trực cùng tôi để khách vào cầm đồ, còn có người làm giấy tờ thủ tục. Anh Định cho biết, bắt đầu từ mùa World Cup, hai cửa tiệm cầm đồ của anh lúc nào cũng tấp nập khách ra vào để cầm đồ, xe máy, điện thoại, laptop. Lượng khách đến cầm đồ tăng gấp 20 lần so với ngày thường. Thế nhưng, đêm qua khách ùn ùn kéo đến khiến anh cảm thấy bất ngờ. Tối ngày 21, sau khi các trận đấu kết thúc, khách đến tiệm cầm đồ cũng chỉ đông như những ngày trước. Song chỉ sau 15 phút, tiếng còi của trọng tài vang lên khép lại trận đấu Argentina gặp Croatia với kết quả đội Argentina thua tan nát trước Croatia. Các ma cá độ gãy kèo nhiều kéo đến, đứng chật kín cửa hàng để chờ cầm cố tài sản. Cả hai tiệm cầm đồ của tôi nằm sát vách nhau, nhân viên phải làm việc hết công suất, thức trắng cả đêm để làm thủ tục cầm đồ cho khách. Anh cho biết đa phần khách đến cầm cố điện thoại iPhone, Samsung, vì những điện thoại của hãng khác anh không nhận cầm cố do giá trị kém hơn.
Ngoài ra còn có một lượng khách tương đối lớn đến cầm xe máy, laptop, MacBook. Sau khi cho nhân viên đi nghỉ ngơi sau một đêm làm việc vất vả, sáng nay Thanh ngồi kiểm kê sổ sách tiền nong hết gần 2 giờ đồng hồ. Tính sơ đêm qua, tiệm cầm đồ của anh đã nhận gần 500 chiếc smartphone điện thoại, tiền trong két cũng đã vét sạch để cầm đồ cho các ma cá độ. Theo anh, đêm qua nhiều người đặt Argentina thắng nhưng kết thúc trận đấu Argentina lại thua đậm trước Croatia với tỷ số 0-3 nên nhiều người gãy kèo phải đi cầm cố tài sản. Thậm chí đến sáng nay khách vẫn ra vào tiệm để cầm cố tài sản vì thua độ. Nhìn vào cửa hàng chật kín đồ, phải lách người mới đi được vào chỗ ghế ngồi, anh định nói điện thoại, laptop thì cầm bao nhiêu cũng được, bởi chúng là tài sản có giá trị nhưng lại nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian. Trong khi đó, cửa hàng đang phải hạn chế cầm cố xe máy do chỗ để đã chật, kho thuê thêm cũng đã kín chỗ, thậm chí hay hôm nay anh còn phải đưa bớt xe máy của khách đến cầm cố để nhờ nhà họ hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại những cửa hàng cầm đồ khác trên đường láng, lượng khách tới cầm đồ lúc nào cũng nhộn nhịp ra vào tấp nập. Các cửa hàng phần lớn hoạt động 24/24, nhận cầm cố đủ các loại tài sản với lãi suất dao động trên dưới 5.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Nếu khách chưa có tiền chuộc đồ, cầm cố có thể gia hạn thêm hoặc bán tài sản cho chủ tiệm với giá rẻ. Một số chủ tiệm cầm đồ thừa nhận mùa World Cup diễn ra là mùa hốt bạc của các tiệm cầm đồ vì lượng khách thường tăng gấp 10-20 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng lớn khách gãy kèo sau khi cầm cố tài sản thường không có tiền chuộc lại đồ mà bán luôn cho chủ tiệm với giá rẻ. Theo đó, sau khi vớ được một khoản lợi lớn từ các ma cá độ, chủ tiệm lại kiếm được một khoản không hề nhỏ nữa khi đem những món đồ đi thanh lý. Thường thì một mùa bóng như thế này, cửa tiệm kiếm được một vài tỷ là chuyện không khó. Thậm chí, nếu nhận cầm cố nhà đất thì còn kiếm được nhiều hơn. Một chủ tiệm cầm đồ tên Khương trên đường láng tiết lộ. Bốn thanh niên rủ nhau đi trộm mít, vừa cắt trộm được 7 trái mít thì bị chủ nhà phát hiện truy hô bắt gọn. Cả bốn người lãnh án tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa 1 năm tù, bị cáo Phan Đức Lợi, Phan Văn Minh cùng 9 tháng tù, bị cáo Đặng Quốc Vinh 6 tháng tù, cùng ngụ huyện Cái Bè, cùng về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 2, Nghĩa gặp Lợi, Minh, Vinh rồi rủ nhóm bạn đi trộm mít, bán kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2, cả bốn bị cáo đến một vườn mít ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè cắt trộm mít. Trong khi Nghĩa, Vinh đợi ở ngoài đường để giữ xe canh gác thì Minh Lợi vào trong vườn trộm mít, phát hiện có người trộm mít, chủ vườn truy hô cùng hàng xóm vây bắt được Nghĩa, Vinh. Lợi, Minh chạy thoát nhưng sau đó cũng bị bắt. Cáo trạng xác định các quả mít bị hái trộm có tổng giá trị là gần 2,4 triệu đồng. An Giang đập phá tài sản nhà hàng xóm vì buồn chuyện gia đình. Công an huyện Chợ Mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bé Tư về hành vi hủy hoại tài sản. Đối tượng Nguyễn Bé Tư, sinh năm 1983. Cư trú ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới. Đã bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 6, trong cơn tức giận chuyện gia đình, Nguyễn Bé Tư đã đập phá đồ dùng trong nhà mình. Để chút cơn giận, tiếp đó Tư vào nhà lấy một cây búa và chạy đến nhà ông Ngô Hồng Tươi, sinh năm 1951, cư trú địa phương. Đập nát trụ xi măng hàng rào, rồi tiếp tục đi đến nhà bà Ngô Thị Lan, sinh năm 1948, cư trú địa phương, đập vỡ 12 chậu cây cảnh. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Bé Tư còn đập phá thêm nhiều chậu cây cảnh và ống khói bằng đất nung của người hàng xóm cạnh nhà bà Lan. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện Chợ Mới đã đến hiện trường để tiến hành điều tra, đồng thời mời Nguyễn Bé Tư về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tư khai nhận do bức xúc, buồn chuyện gia đình nên đã đập phá tài sản của người khác như vậy. Hiện vụ việc đang được công an huyện Chợ Mới
tiếp tục điều tra làm rõ.